Vâng, chúng ta đến với trận đấu cuối cùng, trận đấu quyết định giữa Shiver và Vekatoki. Vekatoki sau khi đã thua ở trận đấu thứ hai đã chọn map Calm Before the Storm làm trận đấu quyết định cho series này, và đây cũng là một map macro khá là hay, nhưng mà chính vì cái bản chất macro của nó nên có lẽ là cheese ở trên map này cũng sẽ hiệu quả không kém. Vâng, thực ra trên map này thì Protoss luôn có phản ứng là muốn expand sớm. Tuy nhiên là ở vị trí như thế này thì rất là dễ cho Shiver, nếu anh muốn đánh Banshee hoặc đánh Drop hay là bất cứ cái gì thì khoảng cách base nó sẽ dễ dàng hơn, và cái mỏ ở phía trong base của Toki là bị expose về phía của Shiver. Vâng, mà chúng ta thấy được rằng là quên mất giới thiệu về hai game thủ Shiver với cả Shiver, một thành viên tây đan của Clan VK, spawn ở vị trí góc trên bên tay trái VK Toki, người vừa good luck have fun đối thủ của mình, spawn ở vị trí góc dưới bên tay trái. Và chúng ta thấy được rằng là Shiver đã không, mặc dù là một map macro anh ấy đã không command center first mà anh ấy đã ăn ga. Vâng, và trong cái thời gian mà chúng ta không có gì để nói về trận đấu thì vâng, chúng ta thấy được rằng là Toki đã Nexus trước Gate, và Shiver cũng đã dò ra được nhà của Toki trước, và với việc này có lẽ anh sẽ nhìn thấy cái Vâng, nếu nếu mà anh ý nhanh tay, tôi nghĩ anh đặt thêm hai ghế nữa vào ôn đi luôn bằng SCV thì sẽ rất khó. Vì với việc Nexus trước thì khả năng mà có được Sentry không phải là sớm. Vâng, và anh đã đặt một nhà Factory, tôi nghĩ là anh sẽ đánh quân. vâng, chúng ta đã có kết quả của anh Tuấn với cả Terminator, anh với Cano đã thắng với tỷ số 2-0. Terminator đã đi ăn sáng ở bên Mỹ và anh ấy sẽ quay trở lại lúc 12 giờ sinh. Với cả Toki sẽ sang bên kia đánh trận đấu cuối cùng của Terminator trong bảng đấu này. Và trong khi đấy thì chúng ta sẽ cast tiếp trận đấu của Shiver với cả anh với cả Naughty trong sau trận đấu này. Vâng, mà chúng ta thấy được rằng là Shiver đã xây thêm một Rex, xây Factory và cũng đã xây Starport xuống. Rex của anh ấy đã xây một Reactor. Và đây là Build 111. Nhiều khả năng anh sẽ all-in bằng Marine Tank và Banshee. Tôi nghĩ thì cũng chẳng cần phải all in, thì trong cái build như thế này thì nếu bạn lên top Banshee thì sẽ rất lợi hại, vì hiện tại Toki còn hoàn toàn chưa xây nhà robot. Vâng, có một điều là khi mà đã behind về mặt kinh tế như thế này rồi thì rất khó cho Tây Đan. Nếu mà đã commit vào một cái build tech lên cao như thế thì all in em nghĩ là sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Tôi cũng không hiểu, tuy nhiên là tôi đánh với một số đối thủ Terran trong thời gian gần đây thì việc lên cốc Banshee sẽ hạn chế, về kể cả Protoss đã expand thì việc harass phần cốc Banshee thì làm cho Protoss không khác gì là đánh ở trên một base, nhưng vì vậy nên là bạn có thể expand sau đó và bạn vẫn đuổi kịp Protoss, trong khi đó là bạn vẫn có tech thực ra là tốt hơn. Và chúng ta đã thấy có một phát scan vào 6 phút 30 rất là bài bản của Vega Shiver, và những gì mà anh nhìn thấy là nhà Robotic Facility và hai gate. Vâng, tuy nhiên là vâng, và còn một con probe của Toki cũng đã vừa lên ra, và anh đã nhìn thấy cái nhà Starport này, nhà Starport này để quá gần. Thưa các bạn, nếu trên vision này em có thể nhìn thấy thì nhà Starport này để quá gần, vì vậy con probe này đang nhìn thấy.
và tôi nghĩ là Toki đã có chuẩn bị. Vâng, một con Observer đầu tiên để ra và được rally ngay đến vị trí expansion của Toki. Và đây đã có hai con Stalker chờ đợi. Đây là thể hiện được sự bản lĩnh của Toki, biết được rằng phán đoán được rằng điều gì sẽ đến, và anh đã có cách phòng thủ rất là hữu hiệu. Và chúng ta đã thấy được rằng là con Observer ra đúng lúc con Banshee đầu tiên đến, và con Banshee này chắc là sẽ không gây ra được lượng damage gì cả. Chúng ta thấy được rằng là Shiver đã micro con Banshee, bắn chạy không được thuần thục lắm, và anh đã không gây ra được một lượng damage nào. Anh đã giết được một, anh đã giết được một con nông dân chăng? Vâng, một con nông dân. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là Shiver đã nâng cấp xong Siege Tank. Anh cũng đã đang để ra con Siege Tank thứ ba của mình, và đang có hai Rex với hai Reactor. Anh cũng đã hiện tại đang xây thêm một Rex nữa. Và thật ra là một Rex này hoàn toàn không có tác dụng, tại vì anh sẽ không có đủ tài nguyên để cung cấp xây được ra từ tất cả các Rex này. Và chúng ta thấy được rằng là con Banshee thứ hai cũng đang trên đường ra, và có lẽ là đây là thời điểm khá là đẹp nếu mà Shiver push và mang theo một lượng nông dân tương đối lớn. Vâng, và đúng là một lượng nông dân cũng tương đối lớn. Tôi không biết là con probe này của Toki có nhìn thấy không, có lẽ là không hề nhìn thấy. Con probe này vẫn đang enjoy cái phía này và không hề nhìn thấy đợt push của Terra. Vâng, hai con Banshee của Shiver thì đã bắn được cái pylon, và anh hoàn toàn rất khéo léo không để lộ đợt push của mình. Tuy nhiên tôi không hiểu sao anh lại dừng lại ở đây, anh đã kéo rất nhiều probe đi, vì vậy anh cần để move càng nhanh càng tốt. Vì bạn đã khá là bi hài về kinh tế khi bạn bỏ một đống SCV như vậy. Vâng, thì trong khi cần move rất nhanh. Vâng, trong khi đấy ở main base của Toki chúng ta thấy được rằng là có hai con Immortal, hai con Sentry có thể force field ram liên tục, và có tuy nhiên là với có Siege Tank và hai con Banshee lấy vision ở trên như thế này thì sẽ rất là khó. Vâng, hai con tank này cần phải resize lại cho gần đấy hơn. Vâng, và với việc có hai con Banshee này lấy vision ở trên sẽ rất là khó. Vâng, chúng ta thấy được rằng là côn của Shiver đã dần dần tiến được lên trên. Một pha force field rất là đẹp, nhưng mà có lẽ là cũng sẽ không đủ lắm. VK Toki cũng đã có một con Warpism, và anh đang lốt hai con Immortal lên. Đây là một cái bước đi rất là hay để drop. Nếu mà drop Immortal thành công lên trên tank thì anh hoàn toàn có thể tôi nghĩ là anh rất là có thể drop được. Vâng, và bây giờ với cái lượng quân ở trong thì anh không có hai con Immortal sẽ không thể đỡ được. Vâng, và con Warpism đã bị Focus Fire chết với hai con Immortal bên trong đấy, và có lẽ đấy là cái bước quyết định để Shiver giành chiến thắng trong trận đấu này. Vâng, và Shiver đã move hai con tank lên trên để siege. Vâng, và với lượng quân như thế này có lẽ là Toki đã có good game, và trong trận đấu này VK Toki đã giành VK